Nhận định, soi kèo bóng đá giữa Suwon Bluewings với Ansan Hyundai diễn ra vào lúc 14:30 ngày 17 tháng 5 tại sân Suwon World Cup Stadium, K League 2020. Thất bại là những gì mà đoàn quân của huấn luyện viên Lee Lim-saeng phải nhận lấy ở vòng đấu vừa qua, khi để thua với tỷ số 0-1 trong chuyến đến làm khách trước nhà đương kim vô địch Gyeongbuk Hyundai. Tiền vệ Terry Antonis sẽ không thoát khỏi những chỉ trích khi phải nhận lấy chiếc thẻ đỏ trực tiếp và khiến cho Suwon Bluewings chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Với việc sức lực bị bào mòn nhanh chóng khi phải chơi thiếu người, họ đã không thể bảo toàn mảnh lưới của mình khi để cho đối thủ có bàn thắng vào những phút thi đấu cuối cùng. Với trận thua này thì Suwon Bluewings đang chỉ đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng K League 2020 với con số không tròn chỉnh, hiện đang kém nhóm top 6 lúc này chỉ là vỏn vẹn 1 điểm. Đến với vòng đấu tiếp theo, Suwon Bluewings sẽ quay về thi đấu trận đấu đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải này, và đối thủ của họ sẽ là cái tên khó chịu không khác gì đối thủ vừa qua, Ansan Hyundai. Tính đến thời điểm này, đội bóng của huấn luyện viên Lee Lim-saeng đã trải qua 4 trận đấu liên tiếp trên mọi mặt trận, chưa biết mùi chiến thắng là gì khi tất cả đều là những trận thất bại. Dẫu cho có được lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, nhưng với phong độ nghèo nàn như hiện nay, thì họ cũng không được các chuyên gia đánh giá quá cao trong trận đấu này. Cần biết trong 7 lần đối đầu gần nhất, Suwon Bluewings vẫn chưa biết mùi chiến thắng trước Ansan Hyundai là gì, khi chỉ mới có đúng 2 trận hòa duy nhất và còn lại để thua đến 5 trận. Phía bên kia chiến tuyến, dường như con thịnh nộ sau khi để cho Pohang Steelers gạt giò một cách đầy đau đớn, đã được Ansan Hyundai giáng xuống đầu sang Yu Sang Mu. Khi trong lần đón tiếp đối thủ đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, họ đã hủy diệt đội bóng kể trên bằng chiến thắng với tỷ số 4-0. Dẫu cho không nắm quyền kiểm soát bóng quá nhiều so với đối thủ, nhưng với bản lĩnh của mình, thì các học trò của huấn luyện viên Kim Do-hoon rất biết cách chiều lòng người hâm mộ với con mưa bàn thắng, trong đó chân sút người Brazil Negao đã có cú đúp và một kiến tạo cho riêng mình. Tất nhiên, với kết quả này thì Ansan Hyundai đang là đội bóng dẫn đầu trên bảng xếp hạng K League với 3 điểm, khi có hiệu số bàn thắng vượt trội so với 4 cái tên còn lại. Bước vào chuyến hành quân lần này, thành tích mà thầy trò huấn luyện viên Kim Do-hoon đang mang theo bên mình là 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ mới để thua duy nhất 1 trong 5 trận đấu gần nhất. Với phong độ đang khá ổn định như hiện nay, thì người hâm mộ của Ansan Hyundai hoàn toàn có thể mường tượng đến chiến thắng cho đội bóng con cưng của mình. Đừng quên ở thời điểm này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Do-hoon không quá e ngại mỗi khi phải thi đấu xa nhà. Khi trong 5 trận sân khách mới đây, thì họ chỉ mới để thua duy nhất 1 trận, còn lại có đến 5 chiến thắng. Đó là chưa kể trong 4 lần gần nhất đến làm khách trước Suwon Bluewings, thì Ansan Hyundai vẫn an toàn ra về với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Dự đoán kết quả Suwon Bluewings với Ansan Hyundai. Dự đoán tỷ số 1-2. Chọn kèo châu Á, Ansan Hyundai chấp nửa trái. Chọn kèo tài xỉu, tài 2 trái, 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.